Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chúa Nhật 17 tháng 5, gồm có trước hết là bản tin, tiếp đến là Radio Tâm Ca, và cuối cùng là lá thư Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta lúc 7 giờ sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco nói, hãy học phân biệt giữa tin mừng và tinh thần thế gian. Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho những người đang làm việc chôn cất người chết trong thời điểm đại dịch này. Đây là một trong những việc làm của lòng thương xót, và tất nhiên không phải là một công việc dễ chịu. Đó là một công việc có rất nhiều rủi ro bị lây nhiễm. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha hướng mọi người vào bài Tin Mừng Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Đức Thánh Cha nói, nhiều lần Chúa Giêsu nói về thế gian, nói về sự thù ghét của thế gian đối với Chúa và các môn đệ. Chúa Giêsu xin Chúa Cha không cất các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng bảo vệ các ông khỏi tinh thần thế gian. Thế gian mà Chúa nói ở đây là một thế gian có khả năng ghét và hủy diệt Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, và hơn thế nữa, nó còn làm cho giáo hội hư hỏng. Từ cuộc đời của các môn đệ bị thế gian thù ghét vì không thuộc về thế gian, Đức Thánh Cha chỉ ra cách thế gian phá hủy giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, tinh thần thế gian là một văn hóa phù du, trình diễn và hóa trang. Đó là một văn hóa, ngày hôm nay thì nói có, nhưng hôm sau lại nói không. Nó chỉ mang giá trị bề ngoài. Tinh thần thế gian không biết đến sự trung tín, bởi vì nó thay đổi theo hoàn cảnh, thương lượng tất cả. Đó là một văn hóa loại bỏ và vứt bỏ những gì không phù hợp với mình, một thứ văn hóa không có nguồn gốc. Đức Thánh Cha cảnh báo, đây là một lối sống mà nhiều Kitô hữu cũng đang theo. Họ tự xưng là Kitô hữu, nhưng lại theo tinh thần thế gian. Những bận tâm lo lắng thế gian đã nhấn chìm đức tin của họ. Để khẳng định điều vừa giải thích, Đức Thánh Cha nhắc đến cha De Lubac, một thần học gia. Cha De Lubac nói rằng tinh thần thế gian là một điều tồi tệ nhất trong những điều xấu xa có thể xảy ra với giáo hội. Tinh thần thế gian là một cách giải thích cuộc sống, là một lối sống và ngay cả một lối sống tồn tại trong Kitô giáo. Và để tồn tại được trước những lời của tin mừng thì tinh thần thế gian đã ghét và giết những người tin. Đức Thánh Cha nói đến các vị tử đạo bị giết trong sự thù ghét đức tin, nhưng đây không phải là đa số. Đa số bị giết bởi tinh thần thế gian, tinh thần này ghét đức tin. Tinh thần thế gian không phải trên bề mặt, nhưng nó bám rễ sâu theo hoàn cảnh. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phân định, nhận ra điều gì thuộc về thế gian và điều gì thuộc về tin mừng, và không để tinh thần thế gian lừa dối bởi vì thế gian ghét chúng ta. Thế gian đã ghét Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã cầu nguyện để Chúa Cha bảo vệ chúng ta không bị tinh thần thế gian chiếm hữu. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức ca ngợi những ký ức, lòng thương xót và tác động của Thánh Gioan Phaolô II. Trong lá thư dài gửi đến Đức Hồng Y Stanislaw Zywicz nhân kỷ niệm bách niên ngày sinh của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã ca ngợi những ký ức, lòng thương xót và tác động của vị tiền nhiệm vĩ đại và người bạn thân yêu của Ngài. Đức Biển Đức nhận định rằng, Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng khi giáo hội đang ở trong một tình trạng bi đát. Công đồng Vaticano thứ hai mang lại cho giáo hội năng lượng và quyết tâm, nhưng sau đó là những vấn đề đe dọa sự tồn tại của giáo hội. Đức Gioan Phaolô II đã phục hồi sự quân bình của giáo hội nhờ Ngài đã cảm nghiệm được sự canh tân vui tươi của công đồng Vaticano thứ hai trong khi đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản. Ngay từ giây phút đầu tiên, Đức Gioan Phaolô II đã khơi dậy sự nhiệt tình mới của Chúa Kitô và giáo hội của Người. Đức Biển Đức viết, những lời nói của Ngài từ bài giảng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ, đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Kitô. Lời kêu gọi và cung điệu này sẽ là đặc trưng cho toàn bộ triều đại giáo hoàng của Ngài
và khiến Ngài trở thành người phục hồi giải thoát giáo hội. Đức Nguyên Giáo Hoàng định nghĩa lòng thương xót là trung tâm thật sự của cuộc đời Thánh Gioan Phaolô II. Thánh Gioan Phaolô II cũng đã chứng tỏ sự khiêm nhường của mình khi chấp nhận không thiết lập ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh như là Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Nhưng với lòng sùng kính lòng Chúa thương xót, Ngài đã kết hợp lòng thương xót với sứ điệp nguyên thủy của Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Và Thánh Nhân cũng trút hơi thở cuối cùng khi những lời kinh chiều một của lễ lòng Chúa thương xót vừa kết thúc. Điều này đã chiếu sáng giờ qua đời của Ngài. Ánh sáng của lòng Chúa thương xót như một sứ điệp an ủi về sự qua đời của Ngài. Đức Nguyên Giáo Hoàng Mỹ Đức 16 nhận xét rằng, những người trình bày Thánh Gioan Phaolô II như một nhà lý luận nghiêm khắc đã bỏ qua sứ điệp của Ngài rằng, cuối cùng thì lòng thương xót của Chúa mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta. Hơn nữa, ở điểm này, sự hiệp nhất nội tại giữa sứ điệp của Thánh Gioan Phaolô II và những ý tưởng căn bản của Đức Thánh Cha Francisco có thể nhận ra, đó là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II không phải là người nghiêm khắc về lý luận như một số người đã miêu tả. Với tâm điểm là lòng thương xót Chúa, Ngài đã cho chúng ta cơ hội chấp nhận những yêu cầu đạo đức dành cho con người, ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, những nỗ lực đạo đức của chúng ta được thực hiện dưới ánh sáng của lòng Chúa thương xót, sức mạnh chữa lành cho sự yếu đuối của chúng ta. Trong thời đại COVID-19, Thánh Gioan Phaolô II sẽ nói gì? Trong thời đại dịch COVID-19, Thánh Gioan Phaolô II sẽ nói gì với chúng ta? Đây là câu hỏi được các giám mục Ba Lan đặt ra trong lá thư nhân dịp bách niên sinh nhật Thánh Gioan Phaolô II vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Và câu trả lời chính là, anh chị em đừng sợ. Các giám mục Ba Lan nói rằng Thánh Gioan Phaolô II sẽ nói với chúng ta, anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô, như Ngài đã nói trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng của Ngài vào ngày 22 tháng 10 năm 1978. Đúng thế, Chúa Kitô biết những gì mỗi người trong chúng ta đang mang trong lòng mình, người hoàn toàn biết niềm vui, nỗi lo, hy vọng, sợ hãi và mong muốn của chúng ta. Trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta giữa đại dịch, các giám mục Ba Lan nhấn mạnh, nếu Thánh Gioan Phaolô II sống hôm nay, Ngài sẽ cầu nguyện cho người bệnh, người chết và gia đình của họ. Bản thân Ngài đã nhiều lần đau ốm và phải chịu cảnh cô lập trong bệnh viện, không thể cử hành thánh lễ với các tín hữu. Ngoài ra, anh trai Edmund của Ngài, một bác sĩ trẻ qua đời ở tuổi 26 vì lây nhiễm bệnh từ một bệnh nhân trong khi chữa trị cho người này. Và trên thực tế, để tưởng nhớ anh trai mình, Đức Giáo Hoàng của chúng ta đã để một ống nghe trên bàn làm việc. Ngài hiểu và đánh giá cao công việc của các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, những người mà Ngài thường cầu nguyện và gặp gỡ. Tiếp đến, các giám mục Ba Lan nêu bật các đặc điểm khác của Đức Giáo Hoàng Wojtyla như chú ý đến thế giới truyền thông và đặc biệt là Internet và bảo vệ sự sống của con người từ thụ thai đến lúc chết tự nhiên. Các ngài nhắc về Thánh Gioan Phaolô II như nhân chứng trung thành của tin mừng đã tín thác vào mẹ Maria trong thời khắc kịch tính khi bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Lá thư của các giám mục Ba Lan sẽ được đọc trong tất cả các nhà thờ ở Ba Lan vào Chủ nhật 17 tháng 5 hôm nay. Tuần lễ Laudato Si trong mùa đại dịch. Trang web Laudato Si 2020 mời gọi tham gia trên các phương tiện kỹ thuật số tuần lễ Laudato Si, sáng kiến được Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh tài trợ. Đây là một phần trong chiến dịch toàn cầu được phát động nhân dịp kỷ niệm 5 năm thông điệp Laudato Si được Đức Thánh Cha Francisco ban hành về việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Chủ đề của tuần lễ Laudato Si là Tất cả được kết nối. Từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 5, các tín hữu được mời gọi tham gia các buổi học hỏi online. Vào trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ có Ngày Thế giới cầu nguyện. Trong một video, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu tham gia và suy nghĩ về tương lai cho ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài nói, chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta những đứa trẻ đang lớn lên trong một thế giới như thế nào? Bắt đầu từ câu hỏi này, Ngài lặp lại lời kêu gọi khẩn cấp đối phó với cuộc khủng hoảng sinh thái, tiếng kêu của trái đất và tiếng khóc của những người nghèo không còn có thể chờ đợi thêm được nữa. Chúng ta hãy chăm sóc công trình sáng tạo, món quà của Thiên Chúa, đấng sáng tạo tốt lành của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau cử hành tuần lễ Laudato Si. Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh rằng, các giáo huấn của thông điệp Laudato Si có liên quan đặc biệt trong bối cảnh hiện tại của đại dịch coronavirus.
thứ đại dịch đã khiến nhiều nơi trên khắp thế giới phải ngừng hoạt động. Laudato Si đưa ra cho chúng ta một tầm nhìn để xây dựng một thế giới công bằng và bền vững hơn. Hiện có hơn 2.000 người dấn thân tham gia tuần lễ Laudato Si và các sáng kiến địa phương khác được lên kế hoạch từ Manila đến Mexico. Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người. Covid-19, dấu ấn tuổi 24. Trần Đình và Trần Dung. Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Đình ơi, hôm qua mình mới nhận được tin nhắn ở quê ở Việt Nam á, là Việt Nam bây giờ các hoạt động đã trở lại bình thường rồi đó, không còn sợ Covid nữa đâu. À, tình hình ở Ý bữa nay cũng giảm bớt một chút xíu rồi. Còn tình hình các nước trên thế giới hiện nay nói chung thì đã có tới 4,53 triệu người bị nhiễm và trong đó có tới hơn 300.000 người tử vong rồi. Thực sự là Covid là một cái biến cố rất là quan trọng và nó cũng làm thức tỉnh nhiều người nữa, thức tỉnh lại những cái giá trị cuộc đời á. Hôm nay chương trình cũng nhận được thư của một sơ ở Sài Gòn gửi về cho chương trình. Sơ chia sẻ rằng Covid-19 lần này thực sự là một dấu ấn khi sơ ấy bước sang tuổi 24. Rồi, vậy thì mình cùng đến với bức thư này nhé. Sơ ấy chia sẻ như thế này. Trở lại thỉnh viện Teresa sau dịp Tết, tâm hồn tôi còn khá xao xuyến với hương vị ngày Tết quê nhà. Ủa, mà thỉnh viện Teresa nghĩa là nhà đệ tử phải không? Đúng rồi đấy. Thỉnh viện là giai đoạn đầu tiên của các giai đoạn huấn luyện trong nhà dòng. Rồi đến giai đoạn nhà thử, nhà tập, rồi học viện, rồi nhà khấn. Nhưng mà còn thiếu một nhà nữa. Nhà tiền vĩnh biệt. Nhà đó là nhà hưu á. Các sư nhà hưu là cầu nguyện cho cả nhà dòng luôn á. Và sư ấy chia sẻ tiếp thế này. Thế nên, tinh thần tôi vẫn chưa thể nhập cuộc vào công việc cao cả là gõ đầu trẻ. À, sư này dạy trường mầm non này. À, bất ngờ, tôi nhận được một tin. Tất cả các trường từ mầm non đến đại học được nghỉ một tuần để tránh dịch corona. Một thoáng hoang mang lo sợ, nhưng tôi thấy cũng vui. Vui vì mình có thêm một tuần lễ để refresh bản thân. Thú thật là lúc đầu khi nghe về virus corona, tôi không có sợ lắm. Vì tôi nghĩ rằng dịch bệnh này mới chỉ lây lan mạnh ở bên Trung Quốc, ở nước ngoài. Còn ở Việt Nam thì cho nghỉ là chỉ để dự phòng thôi. Cái này không chỉ một mình sơ nghĩ thế đâu. Nhưng mà thật ra thì nhiều người cũng nghĩ thế, nhất là người dân của Ý và Tây Ban Nha. Chính bởi vì cái suy nghĩ này nên nhiều người bị nhiễm. Một tuần trôi qua với biết bao niềm vui và hạnh phúc, cùng với chị em học hành, cùng làm các công tác trong nhà dòng. Và đặc biệt là tôi còn khơi lại được tinh thần phấn khởi để chuẩn bị chiến đấu với bọn trẻ. Tưởng là dịch bệnh rồi cũng qua mau, nhưng tôi lại nhận được thông báo mới. Tất cả các trường sẽ nghỉ thêm một tuần nữa vì mức độ lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam. Lần này thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Thế rồi, ngày nghỉ cứ tăng dần lên. Một tuần, hai tuần, và cuối cùng là hơn 2 tháng rồi. Nàng corona xa lạ tận Vũ Hán, Trung Quốc, thế mà dám lần mò ghé vào đất nước Việt Nam. Và hiện tại vẫn còn đang quanh quẩn ở Sài Gòn, thành phố tôi đang sống. Nhưng dù sao, tôi cũng muốn cảm ơn cô ta vì một điều đặc biệt mà tôi nhận được. 2 tháng ở nhà tránh dịch cũng chính là thời gian tôi được sống trọn vẹn 40 ngày chay thánh tại thỉnh viện. Mà đúng là các sơ có khác hả? Luôn nhìn mọi sự với ánh mắt thánh thiện đấy chân. Chữ trọn vẹn ấy với tôi đúng cả về nghĩa đen lẫn cả nghĩa không đen. Ồ, sơ này hài hước ghê ấy, còn nghĩa không đen nữa. Vì tình hình thực tế, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không một ai được đi ra ngoài, và chắc chắn tôi là một trong số đó. Như Clive Lewis đã nói, Thiên Chúa thì thầm trong những lúc ta vui, thì thầm trong lương tâm ta, như người nói lớn và nói mạnh trong những lúc ta đau khổ. Những đau khổ là cái loa tăng âm để làm thức tỉnh một thế giới ngủ mê. Tôi thấy thật là đúng. Chú nói thì thầm mà lại nói từ xa. Tôi không chú ý, không được đánh động gì nhiều là phải. Mãi cho đến khi dịch bệnh sát ngay bên, lúc đó tôi mới thật sự giật mình. Lúc này, một câu hỏi vang lên trong lòng mình. Tôi phải sống thế nào trong mùa đại dịch này? Xã hội nói đến đại dịch này như là một dấu chỉ thời đại, một dấu chỉ mời gọi hoán cải và sám hối nhiều hơn. Đức Thánh Cha Francisco từng nói, mỗi người chúng ta đều có tự do để phân định. Nhưng để có thể phân định được, chúng ta phải biết rõ điều gì đang diễn ra. Ngài còn cho tôi một chìa khóa để nghe được những dấu chỉ. Trước hết là phải biết thinh lặng. Hãy thinh lặng và quan sát. Sau đó, hãy suy tư và phản tỉnh. Wow, sơ này quan tâm đến những diễn biến tin tức của Đức Thánh Cha, của Vatican với giáo hội luôn á. Chắc là sơ cũng đọc tin tức Vatican News mỗi ngày quá.
có lẽ vậy. Và mùa chay COVID-19 này, có thể gọi như vậy, thực sự nó là một dấu ấn cho riêng tôi khi bước sang tuổi 24 của mình. 24 à? 24 cũng là tuổi mà chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu qua đời đúng không? Một vị thánh mà được rất là nhiều người Việt Nam yêu mến, nhất là với con đường nhỏ hay là con đường thơ ấu của chị á. Con số 24 thôi nó cũng là một dấu ấn rồi, nhất là với những ai mà yêu mến Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu á, chứ đừng nói là cái mùa chay COVID-19 mà sơ ấy tự đặt tên á. Trong thời gian cách ly xã hội, không bước ra khỏi cộng đoàn này, một dấu ấn quan trọng đối với tôi chính là lời mời gọi mạnh mẽ để trở nên một con người của thinh lặng và nhận ra những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thinh lặng là khoảng thời gian để lớn lên trong đức tin và trưởng thành trong nhân cách. Thinh lặng để quan sát cuộc sống, nhìn cuộc đời từ những góc nhìn khác nhau mà dường như tôi đã từng lướt qua giữa dòng đời vồn vã này. Viếng Chúa nhiều hơn mỗi ngày là cách tôi học lắng nghe trong thinh lặng nội tâm. Những ngày này, cộng đoàn của tôi chỉ có thể tham dự thánh lễ trực tuyến. Cho đến lúc này, tôi thực sự nhớ Chúa Giê-xu Thánh Thể. Tôi khao khát được rước Chúa vào lòng mình. Nhiều khi cái gì thường xuyên, người ta dễ thấy nhàm. Đến khi không còn nữa, người ta mới thấy đâu là điều quan trọng nhất. Dành giờ bên Chúa, tôi nhận thấy những yếu đuối và mỏng giòn của phận người, nhất là trong những thời gian bệnh dịch này. Tôi nhận thấy những hậu quả của tội nơi chính tôi và cộng đồng. Tôi cảm nhận rõ hơn được tình thương của Chúa vì đã gìn giữ và cho tôi được sống trong một môi trường an toàn. Nhưng tôi cũng ý thức rằng mình không được ích kỷ sống sự bình an ấy cho riêng mình, mà phải có trách nhiệm chia sẻ nỗi đau của nhân loại qua lời cầu nguyện và làm việc hy sinh nhiều hơn. Và đại dịch lần này thực sự khiến tôi sống một bước chuyển trong đời sống cầu nguyện. Những lời cầu nguyện không chỉ quy về tôi mà hướng đến tha nhân nhiều hơn. Tôi nhớ đến những người nghèo mà tôi gặp trên đường phố, những người sống nhờ số tiền kiếm được từ việc bán vé số. Tôi nhớ học trò của tôi, nhớ đến những em hiếu động phải quanh quẩn ở trong nhà suốt gần 3 tháng trời. Ở trong nhà dòng, tôi cũng có những khoảng không gian đủ rộng để đi dạo từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Nghĩ đến đó, tôi càng thương những gia đình phải sống trong những chung cư, quay đi quay lại, chỉ có 2 bước đi tới, 3 bước đi lui. Tôi nghĩ đến những người nghèo đang phải trải qua những khó khăn về kinh tế và cả những lo sợ về tâm lý do đại dịch gây ra. Nếu đại dịch tiếp tục xảy ra, tôi không biết họ sẽ lấy gì để mà sống. Tất nhiên, trường học không hoạt động, chúng tôi không đi dạy học, nhà dòng cũng chẳng có nhiều kinh phí để duy trì sinh hoạt như bình thường. Nhưng khi nghĩ đến những gì mà những anh chị em nghèo khổ của tôi đang phải trải qua trong thời gian đại dịch này, tôi thấy những khó khăn mà tôi đang đối diện chẳng ăn thua gì. Chỉ là nhiều khi vì được bao bọc và che chở, người ta dễ coi những khó khăn của mình là một vấn đề to tát lắm mà thôi. Một dấu ấn khác không thể không kể đến là tình chị em trong đời sống cộng đoàn. Nếu đời tu được ghi dấu bằng đời sống cầu nguyện với Chúa, đời sống tông đồ với các linh hồn, thì nó cũng cần phải có đến điều thứ ba là đời sống cộng đoàn. Từ khi bắt đầu chập chững đi tu, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được ở nhà trọn vẹn 2 tháng. Đây là lần đầu tiên tôi dành toàn bộ tâm huyết cho những công việc lớn nhỏ trong cộng đoàn. Có lẽ đây là cơ hội để tôi bù đắp lại những lần đã thiếu sót và lơ là đối với cộng đoàn trong suốt khoảng thời gian tôi đi học và làm việc tại trường. Tôi thấy quý cái khoảng thời gian chị em được ở trọn bên nhau, dành nhiều thời gian cho nhau, cùng làm việc, cùng dấn thân xây dựng gia đình mới của tôi. Cộng đoàn là nơi giúp tôi nhận ra chính mình rõ nhất, giúp tôi bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Tôi chú ý hơn tới những điều nhỏ bé để sống những khoảng thời gian này một cách thật ý nghĩa. Giữa cái bầu không khí vốn đã quá nặng nề do virus corona gây ra, nhiều khi chỉ cười với nhau thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Rồi khi có một ai bị đau ốm, có triệu chứng bị cảm, bị sốt, thì những lời hỏi thăm, những tin nhắn thật sự có ý nghĩa rất lớn. Chưa bao giờ tôi yêu cộng đoàn của tôi như lúc này. Tôi tin rằng đức tin và các nhân đức Chúa ban cho tôi trong thời gian này sẽ là nền tảng để tôi có thể tiếp tục đứng vững trong một giai đoạn mới. Tôi xác tín rằng Chúa rất yêu thương tôi và tôi nguyện hiến mình để sống trọn vẹn ơn gọi mà Người đã trao tặng cho tôi.
cầu mong thế giới mau thoát khỏi đại dịch. Cầu chúc các bạn cảm nhận được tình yêu của Chúa ngang qua từng biến cố trong cuộc đời mình. Teresa Thụy Quyên, Thỉnh viện Teresa, dòng Đa Minh Gò Vấp. Con tìm lại hạnh phúc giữa nơi trần gian. Con luôn tìm nguồn bình an nơi Ngài yêu mến. Giữa bể đời, Chúa ơi, cuộc sống là phù hoa. Tham năng tri biết sinh lời nhưng chỉ sống cho riêng mình. Nguyện xin Chúa luôn hằng thương dung cho chúng con sống luôn an hòa, để đoàn con chung một tấm gương kết dựng nhau trong đức tin, xây dựng hội kiên vững nhiệt tình cho hoa lòng nở tươi khắp nơi. Người muôn nước hãy đến bên Ngài, Chúa mến thương mãi mãi ở bên. Chúa hãy nhìn toàn dân sống trong thờ ơ. Ôi bao người vì lời danh chim đoạt chức cho nhau, trái tim luôn thắm tươi một màu. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Xin Chúa Nối Kết Toàn Dân, một sáng tác của Đinh Công Lý và Nhật Hồng, do chính ca sĩ Nhật Hồng trình bày và phần phối âm của nhạc sĩ Quang Phúc và Martino thể hiện. Chương trình một lần nữa cảm ơn Sơ Thụy Quyên đã gửi những trăn trở của Sơ về cho chương trình. Cảm ơn cặp đôi nghệ sĩ Đinh Công Lý và Nhật Hồng đã chia sẻ và gửi tặng bài hát thật ý nghĩa về cho những người làm chương trình chúng tôi và cho tất cả các khán giả. Thực sự là những bài hát mà các tác giả gửi về cũng chính là những bức thư mà được diễn tả bằng lời ca. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đem cho nhau trái tim nào luôn thắm tươi một màu. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Tài chính Vatican đứng trước đại dịch COVID-19. Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, báo chí đã nói nhiều về chân trời u ám trong tình trạng tài chánh của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Bắt đầu là một bài báo dài của báo Il Messaggero, người sứ giả, số ra ngày Chủ nhật 10 tháng 5, thuật lại nội dung cuộc họp trong tuần trước đó của Đức Thánh Cha và các vị bộ trưởng, cũng như các vị lãnh đạo khác của Tòa Thánh. Sau cuộc họp đó, không có thông cáo chính thức nào được công bố, nhưng báo người sứ giả đã đưa tin về nội dung cuộc họp. Theo đó, trong cuộc họp thượng đỉnh này, các vị hữu trách đã đưa ra những dự báo cho năm 2020, với chân trời có những đám mây dày đặc. Theo báo này, Đức Thánh Cha đã yêu cầu tất cả mọi cơ quan hãy dè sẻn, không thu nhận nhân viên mới, loại bỏ những chi phí không cần thiết, không du hành và không tổ chức các hội nghị, và tập trung tất cả tiền bạc của các cơ quan nơi áp xa, tức là sở quản trị tài sản của Tòa Thánh. Theo một nghiên cứu do Bộ Kinh tế của Tòa Thánh thực hiện, tình trạng tệ nhất có thể xảy ra cho năm 2020 này là các biện pháp hạn chế chi phí không hữu hiệu và số thu nhập của Tòa Thánh sẽ giảm từ 50 đến 80%, khiến cho mức thiếu hụt sẽ lên tới 175%.
các vị đặc trách tài chính và kinh tế của Vatican đề nghị Đức Thánh Cha củng cố vai trò của cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, là cơ quan có nhiệm vụ trang trải các chi phí của Tòa Thánh, bắt đầu từ việc trả lương cho các nhân viên, củng cố bằng cách tập trung các tiền bạc của các cơ quan vào APSA, kể cả số tiền của các bộ đang nằm trong ngân hàng Vatican cũng được gọi là viện giáo vụ. Việc tập trung này sẽ giúp quản lý hữu hiệu hơn các nguồn tài chính, gia tăng khả năng đầu tư, dễ dàng theo dõi và hạn chế các rủi ro, bảo đảm tôn trọng các nguyên tắc luân lý, đạo đức. Giống như nhiều quốc gia khác, Tòa Thánh cũng phải chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay. Nhưng có điều khác là Tòa Thánh chỉ có thể cậy dựa vào sự dâng cúng và đóng góp hảo tâm của các tín hữu và một phần nhờ những hoạt động thương mại qua những cuộc đầu tư. Trong những năm gần đây, lợi tức hàng năm của Tòa Thánh vào khoảng 270 triệu Mỹ Kim, trong khi số chi bình quân lên tới 320 triệu Mỹ Kim. 45% số chi phí dành để trả lương cho khoảng 3.000 nhân viên. Thêm vào đó có chi phí cho các tòa sứ thần, việc bảo trì các bất động sản. Số tiền chi cho các hoạt động bác ái của Tòa Thánh vào khoảng 24 triệu Mỹ Kim một năm. Bài của báo Người Sứ Giả tạo nên lo âu trong dư luận và nhiều người e ngại Vatican có thể sẽ bị phá sản sau đại dịch COVID-19 này. Vì thế, hôm 13 tháng 5 vừa qua, cha Juan Antonio Guerrero Alves, dòng tên mới làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh từ tháng Giêng năm nay, đã phải lên tiếng qua một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican và một vài cơ quan khác. Qua đó, cha nói rõ hơn về vấn đề tài chính của Vatican, nhất là xác quyết tình hình này vốn đã khó khăn từ nhiều năm rồi, nay lại bị đại dịch virus corona làm gia tăng, nhưng không có nguy cơ Tòa Thánh bị phá sản. Cha cũng hy vọng kết toán chi thu của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican sẽ được công bố trong năm nay sau khi bị ngưng từ năm 2015 đến nay. Cha Guerrero nhấn mạnh rằng, Vatican không phải là một xí nghiệp, mục đích của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican không phải là kiếm lợi tức. Mỗi bộ, mỗi cơ quan của Tòa Thánh là một dịch vụ và mỗi dịch vụ đều có tốn phí. Sự dấn thân của chúng tôi phải có đặc tính điều độ và minh bạch tối đa, cần phải để ý đến đặc tính của Tòa Thánh như một sứ vụ. Cha Guerrero cũng nhắc nhở rằng con số chi thu của Tòa Thánh nhỏ bé hơn nhiều so với người ta tưởng tượng, ví dụ nhỏ hơn chi thu của một đại học trung bình ở Mỹ. Về điểm này, từ lâu người ta vẫn ghi nhận ngân sách của Tòa Thánh chỉ bằng 1/4 so với tổng giáo phận Köln bên Đức hoặc bằng 1/4 ngân sách của Đại học Notre Dame của dòng Thánh giá ở bang Indiana tại Mỹ. Đại học này có ngân sách mỗi năm khoảng 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Cha Guerrero xác nhận rằng trong những năm từ năm 2016 đến 2020, số thu của Tòa Thánh khoảng 270 triệu Mỹ Kim và số chi là 320 triệu. Số thu nhập đến từ những tiền dân cúng và đóng góp, từ tiền cho thuê các bất động sản và tiền lời cho các hoạt động tài chính của một số cơ quan. Đóng góp quan trọng cho số thu của Tòa Thánh là quốc gia thành Vatican, đặc biệt là tiền thu nhập của Bảo tàng Viện Vatican và một phần đóng góp của Ngân hàng Vatican cũng gọi là Viện Giáo vụ. Linh mục Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh cũng xác nhận về số chi, khoảng 45% dành để trả lương nhân viên, 45% cho các chi phí hoạt động và quản trị, 75% cho các hoạt động bác ái. Trong những năm qua, số thiếu hụt mỗi năm từ 60 đến 70 triệu. Cha Guerrero nhấn mạnh rằng đằng sau số thiếu hụt ấy có sứ vụ của Tòa Thánh của Đức Thánh Cha phục vụ giáo hội hoàn vũ. Cha Guerrero cũng nói thêm rằng có những người nói Tòa Thánh dùng đồng tiền Thánh Phaero vốn là đồng tiền bác ái để lấp đầy lỗ hổng trong ngân sách. Nhưng nói như vậy là không đúng. Đồng tiền Thánh Phaero là tiền các tín hữu dân cúng để tài trợ sứ vụ của Đức Thánh Cha, trong đó có cả các hoạt động bác ái của Ngài. Trước sự hiểu lầm như vừa nói của dư luận, cha Guerrero nhìn nhận rằng có lẽ chúng tôi phải giải thích rõ ràng hơn. Đằng sau các con số đó có các chi phí cho các hoạt động truyền thông, thông tin cho giáo hội hoàn vũ và thế giới, những hoạt động và giáo huấn của Đức Thánh Cha bằng 36 thứ tiếng. Hoạt động của các cơ quan này chiếm khoảng 15% ngân sách và có hơn 500 người làm việc trong lĩnh vực này. 10% ngân sách dành cho các sứ quán của Tòa Thánh, vốn bé nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng trong các quan hệ quốc tế, bên vực quyền lợi của người nghèo, thực hiện chính sách đối thoại, những cố gắng kiến tạo hòa bình.
10% khác dành cho các giáo hội Công giáo Đông Phương thường bị bắt hại. Hoạt động của Bộ Truyền giáo chiếm 8,5%, phục vụ hơn 1.100 giáo phận ở các xứ truyền giáo. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.